Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Tiếp tục là một cái sự kiện mới nữa anh em ơi, tầm bảo bí cảnh này. Ở trong cái sự kiện tầm bảo bí cảnh này thì chúng ta có thể nhận được những phần quà rất là ngon. Ví dụ như tầng 10 là chúng ta sẽ có thêm một cái skin mới này, Bắc Minh Lão Ngư. Ồ, skin này mình vừa mới review bên bản Global xong thì hôm nay nó quay trở về Việt Nam với cả một cái skin nữa. Đây, Thương Nha nha anh em. Wow, trông ngầu nhờ, skin này được ấy. Ừ, skin bên này thì chỉ mang tính chất gọi là hài hước thôi anh em ạ. Cái này là cường hóa thuộc tính kháng cộng 1%, và cái này là cường hóa thuộc tính chiến đấu cộng 1%. Dù cái phần trăm cộng được chỉ có 1% thôi, nhưng mà nhìn nó đẹp anh em ơi. Rồi, tầm bảo bí cảnh xem phần quà khác có cái gì không nào. Tầng 11 thì chúng ta sẽ nhận được một cái dương đạo hữu tiểu vũ này. Ok. Tầng 14. À, khoan, mình sẽ đi từ tầng từng tầng một ở đây nha. Ở đây nó chỉ để những cái cột mốc gọi là cao cao thôi. Ví dụ tầng 1 là chúng ta có đào này. Tầng 2 là có đào và có tịnh bình thủy. Tầng 3 là cũng có đào và có mảnh pháp bảo. Ok. Tầng 4, tịnh bình thủy này. Tầng 5. Tầng 6 vẫn là thế thôi. Tầng 7, bắt đầu tầng 10 là quà ngon. 11, 12 thì nhiều tịnh bình thủy nhờ. Ngon đấy chứ. Và cái dương ấn ký này cũng ngon này anh em này. Tiếp theo là đào, tầng 14 là có khung avatar này. Rồi, tầng mười mấy đây là chúng ta sẽ có tín vật tiểu hữu luôn này. À, tiểu vũ luôn này. Tiên hữu tiểu vũ đấy. Tầng 16 mới có cả. May quá mình sở hữu rồi, không thì hôm nay ối rồi ôi. Tầng 17 thì có một cái dương đạo cụ tùy chọn nha. Nhưng trong ba cái này thì anh em thiếu cái nào thì xài cái đấy nhá. Nhưng mà mình khuyên anh em nếu như anh em nạp ít ấy, thì thôi bỏ qua cái này, bỏ qua cái linh thú đi. Mà chủ yếu là chọn được cái thần thông của tinh quái nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà tận tầng 17 thì cũng thốn đấy. Chắc cũng phải thốn khá khá chứ không phải ít đâu. Tầng 20 tiếp tục có một dương nữa này anh em này. Tầng 22 tiếp tục luôn. Tầng 24. Ồ, có một dương pháp bảo cổ này. Ôi, phẩm đỏ luôn nha. Cái này hiếm này, chọn luôn. Và tầng 26 thì chúng ta sẽ có được em Thương Nha. Wow. Tầng 31 trở đi là chúng ta có rất là nhiều hoa nặn hồn, từ cam cho đến đỏ luôn. Wow, nhiều vãi. Căng đấy. Rồi, xem ở đây xem nào. Các tầng sau trở đi chủ yếu là hoa nặn hồn anh em nhé. Ghê đấy. Rồi, và để làm được những cái nhiệm vụ đấy thì chúng ta phải có cà rốt anh em ạ. Có cà rốt thì chúng ta một là có nhiệm vụ bí cảnh này. Đấy, mình cũng đã làm một số cái nhiệm vụ cơ bản rồi, cũng chỉ là chặt cây này, khiêu chiến pháp bảo, là tầm bảo các thứ thôi. Có cái nhiệm vụ này thì phải là làm hơi lâu tí này, thu thập đạo cụ của bản thân ở trong phúc địa. Ở đây cái gói thám hiểm thì được 3 cái miễn phí, còn lại là có thể dùng tiên ngọc và được 6 cái nữa. Đấy, bây giờ mình đi tầm bảo xem là như thế nào nhá. Ơ, khoan. Đây, lại. Đây, một phát này. Ok, rồi luôn. À, tầng 1 thì chỉ có 4 ô thôi anh em ạ. Nhưng mà càng tầng về sau thì chúng ta sẽ càng thốn nha anh em. Đấy, nếu như mà có cái mũi tên đấy là chúng ta sẽ lên được tầng tiếp theo luôn. Nhấp vào để lên tầng sau. Đây, mũi tên này nha anh em ơi. Rồi ạ, bắt đầu tầng 2 mà mình đã thì thốn như này rồi thì lên được tầng 10 thì cũng căng nhỉ. Ui dồi ôi, đào sát cái ô này này anh em này. Nhiều những phần quà dâu ria đây là cũng được cái chứ. Vãi, đào hai ô sát sẵn sạt luôn ạ. Ok. Rồi luôn. Chưa thấy có dấu hiệu gì gọi là lên tầng tiếp theo cả anh em ơi. À, đào 8 phát thì chúng ta lại có thêm một củ cà rốt này. Ok này. Ý sời ơi. Nào, rồi ngon. Mở tất luôn. Được nhờ anh em nhỉ. Úi xời. Ngon đấy chứ. Nhưng mà bắt đầu vào đây thì nó lại khó khăn hơn nha. Thế chứng tỏ là để lên được tầng 10 thì cũng hơi bị thốn anh em ạ. Chúng ta, cái hoạt động này sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần. Mà mỗi một ngày như anh em có thể thấy đây là mình kiếm được đó được 9 củ cà rốt rồi. Nếu như anh em đầu tư vào đây. Ủa, căng nhỉ. Thử nha anh em. Đấy, 6 củ nữa. Bực thế nhỉ. Đây. Rồi. Bỏ qua hoạt ảnh được rồi này. Đấy, được luôn này, may quá. Nếu hên như mình thì
Chỉ với 11 củ cà rốt là mình đã lên được tầng 3. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát. Rồi may quá, lại được thêm một củ cà rốt nữa. 5 phát. Rồi luôn. Khốn đấy nhở. Ôi ôi. Mà tích lũy đến 30 phát đào nữa thì chúng ta mới được củ cà rốt tiếp theo. Hai củ nha anh em. Sạp bí cảnh thì có cái gì đây? Sạp bí cảnh thì chúng ta sẽ có được cái tín vật tiểu vũ này. Sẽ có được cái hoa nạn hồn này. Rồi nhưng mà ở dưới này thì chúng ta còn mở thêm một số những cái vật phẩm nữa. Ví dụ như là cái này. Dùng để chiêu mộ pháp bảo. Cái này. Dương ngân ký nhưng mà cũng hơi thốn đấy. Bây giờ mình thấy cái này là cần thiết này anh em này. Thiếu bao nhiêu cái linh thảo này luôn. Và cái linh thảo này thì sẽ giúp cho mình có được cái huyết mạch thiên tiên nó xịn sò con bò hơn đấy. Càng về sau thì mình thấy cái huyết mạch tiên tiên đấy nó càng mạnh anh em ạ. Nhìn chung là cái sự kiện này nó hơi khoai anh em ạ. Thế nói chung là tùy lực của anh em thôi. Anh em lấy được cái nào thì lấy, còn không thì chơi vui vui cũng được. Có thêm một chút đào và tịnh bình thủy nhá. Đây, mình thì cũng lấy được một chút tịnh bình thủy này. Ồ, ngon đấy chứ, giảm được khá thời gian đấy. Rồi, tiếp theo mình lại phải đi khiêu chiến đấu trường tí thôi anh em ơi. Xem là hôm nay đánh được ai không nào. Úi dồi, bây giờ bắt đầu các bạn ấy mới đánh. Mình thì cũng vậy, thì cho nên là top đang còn lòng toàn lòng vằn quá. Ok, tiếp theo có bạn nào không? Ô, 1.32 ức này. Mình cũng lên được 1.43 ức rồi anh em ơi. Ồ, bạn ấy chơi thanh long được ấy chứ. Bởi vì em thanh long này đam là giống như kiểu là một nhân vật nữa. Tích hai người đi đánh vậy. Yeah, hàn tức rồi thì băng phong các thứ. Liên tùng tục nhờ. May quá né được. Né được lại hồi máu ngay. Ok. Rồi, nói chung là chiến thắng nha anh em. Cay này. Đánh thử bạn cay coi. Ái à. Bạn này thì không build né. Không build né thì mình vã được. Không build né thì mình vã được. Ui, em Sơn ra tinh thì cay thế nhờ. Các chế ngay em ứng long của mình vừa nãy. Khốn vãi trưởng luôn. Ui, nhưng mà bạn ấy có cái thực hồn chú ấy phải. Cái thần thông thực hồn chú. Mỗi một lần đánh là giảm cái yêu khí của mình đi anh em ơi. Tiếp theo này. Ui, ba lát sát đã lên 12 ức rồi. Càng thật. Trẻ củi này. Nhưng mà cứ khác ba mình là mình vã thôi. Ui giời. Được đấy chứ. Nếu như anh em đi PK build né thì nó sẽ sướng hơn một tí. À, ngày mai là ngày thứ 33 thì server của mình cũng sẽ mở ra một cái tính năng mới cực kỳ là xịn sò, thì ngày mai mình sẽ review cho anh em nhá. Ok, hận này, cay này. Đây, đánh lại thôi. Rồi, rồi. Đấy, ngày hôm qua buồn cười. Bởi vì nó bước sang ngày thứ 31 mà. Mình bảo quái nào cái thiệp khiêu chiến của mình lại chỉ đến 6 vé là dừng lại thế này. Bình thường nó là 9 vé đúng không? Thế là thôi. Hết thẻ tháng anh em ạ. Dấu hiệu của hết thẻ tháng. Lại phải đi bú cái thẻ tháng ở đấy. Khá tiền đấy. 129k. Mấy ổ bánh mì lần anh em ơi. Ôi, cho mày đi luôn đấy. Úi xa. Úi xa. Ngon ngay. Úi xa, được nhỉ. À, ngày hôm qua thì mình cũng có làm cái video review cho anh em. Xong là em tinh quái nào mạnh nhất. Thế anh em nào chưa xem, nhớ xem nhé. Để có thể là lựa chọn cho mình được một em tinh quái nó xịn sò con bò cũng như là nó đa dụng. Ui, bác soi sáng nó lên 1.46 ức rồi. Nhanh thế. Rồi, mình đánh thử xem ăn được bát đấy hay chưa nha. Soi sáng. Soi sáng. Như kiểu là siêu nhân ý nhỉ. Ngày xưa có gao bạc, gao đỏ, gao hồng. Đấy, là mình nhớ đến phim siêu nhân gao anh em ạ. Soi sáng. Sói xám. Ui, có cái thực hồn chú đánh mãi mình không được sử dụng ấy kìa. Thần thông kìa anh em kìa. Chú chưa? Mình vẫn ăn được nha. Thời điểm trước là mình không ăn được bác ấy đâu. Nhưng bây giờ mình đã ăn được bác ấy rồi. May quá trời là may luôn. Tiếp tục là đánh ông Hận này xem nào. À hiểu, ông chơi game mà ông Hận thù gì khổ thế. Rồi, rồi luôn. Múc luôn. Ây à, anh Long của bạn đấy mày quá là cạp không thốn như... Ui, 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 mày quá. Rồi, cũng hết đào luôn mà không chặt được một cái trang bị gì nó ngon lành cành đào cả anh em ạ. Mất 400 đào chả được cái gì cả. Được thêm mỗi mấy cái vé khiêu chiến thế này thì... Quỹ tu vi tiên duyên này. Ồ, ồ, được này. 2, 4, 6, 8, 10k này. Được đấy chứ.
Để khi nào mà nó cao cao lên thì mình làm một thẻ luôn, mình lấy luôn mấy cái này nhanh em. Được khá là nhiều tiền ngọc ấy. Gói này được, hợp lý. Mình sẽ để dành tiền để có thể là múc cái gói đấy nha. PK này. Ui, từ bậc 5 lên bậc 6 vật cưỡi là cần 300 cái đá ngũ sắc nha anh em. Thốn phết đấy. Nếu như mà không nạp thì cũng chờ dài cổ mới lên được vật cưỡi bậc 6 anh em nhá. Nhìn chung là ngày hôm nay chúng ta có một cái sự kiện mới, nhưng mà nó cũng không cà rốt cho lắm mà nó hơi khoai đấy. Thì anh em liệu chơi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.